Trường học phát triển, mọi thứ đều phát triển. Đó là lời của Martin Luther King. Còn Linus thì cho rằng, ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi cả thế giới. Quả thật, không ai có thể phủ nhận ích lợi của việc giáo dục mang lại. Giáo dục không chỉ phát triển nhân cách toàn diện của con người, nó còn là chìa khóa thành công, là nguồn sáng tạo, là niềm hạnh phúc của con người và là tương lai của đất nước. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi các nước phát triển đầu tư phần lớn vào ngành giáo dục. Ở Việt Nam chúng ta, không thiếu những bậc cha mẹ, dù thiếu thốn, vẫn nỗ lực cho con em mình được đến trường. Còn pháp luật Việt Nam quy định, mọi trẻ em đều được đến trường, và đặc biệt miễn học phí cho học sinh ở bậc tiểu học. Dẫu biết rằng, giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và là một trong những quyền căn bản nhất của con người. Tuy nhiên, theo báo cáo của UNESCO năm 2016, có khoảng 263 triệu trẻ em trên thế giới, chiếm 10% trên toàn thế giới không được đến trường. Trong đó, có hàng triệu trẻ em nghèo ở Việt Nam, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa. Tại sao lại có hiện trạng như vậy? Đến với các em ở những vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh đặc biệt mới thấu hiểu được vì sao. Mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau. Có những em phải bỏ học sớm vì gia đình nghèo, đông anh em, cha mẹ phải lam lũ vất vả, đầu tắt mặt tối cả ngày mới chỉ đủ kiếm sống qua ngày. Thì làm sao có tiền để mua sách vở và lo mọi chi phí cho việc học của con mình? Có những em phải bỏ học vì theo bố mẹ đi làm xa, ở môi trường mới, các em không đủ điều kiện để được nhập học vì thủ tục giấy tờ, vì chi phí quá cao. Và không thiếu những hoàn cảnh vì bố mẹ chia tay, các em phải ở với ông bà đã cao tuổi và không còn khả năng kiếm ra nguồn thu nhập. Hoặc những em sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Kính thưa quý vị, trải qua 9 năm thực hiện chương trình Con Đường Sáng, với sự cộng tác của Caritas Slovakia và của quý vị ân nhân trong và ngoài nước, Caritas Việt Nam đã hỗ trợ một phần học phí cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc đồng hành, chúng tôi cũng có dịp đến thăm gia đình các em. Qua đó mới thấy được ý chí vươn lên của các em mạnh mẽ như thế nào. Cho dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, các em vẫn luôn mang trong mình niềm khát khao được cấp sách đến trường, được học hành đến nơi đến chốn, để có thể thay đổi cuộc sống của mình, cũng như có thể giúp đỡ cho những người khác nữa. Tiêu biểu là trường hợp em Lê Tuấn Đại ở thành phố Hưng Yên, được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt bởi người mẹ bị tâm thần và một người cha không ai biết rõ. Nhưng Tuấn Đại không mặc cảm và phó mặc cho số phận. Em cố gắng học tốt vì thương mẹ và muốn giúp mẹ, và cũng là giúp cho chính bản thân mình thoát ra khỏi hoàn cảnh túng quẫn hiện nay. Cũng tại Hưng Yên, chúng tôi gặp em Đoàn Bảo Ngọc. Em mồ côi cha từ bé, rồi khi mới tròn 10 tháng tuổi, mẹ em lại bỏ đi xa, để em cho bà nội nuôi. Giờ đây, chính đứa bé 10 tuổi này lại là chỗ dựa duy nhất của bà nội bị tai biến và nằm liệt giường mấy năm qua. Ước mơ của em chẳng có gì cao sang, chỉ mong hằng ngày được đến trường với các bạn. Chỉ điều đó thôi cũng đã là niềm vui lớn đối với em rồi. Đến với làng trài Thủy Cơ, thuộc xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, mới thấy rõ cảnh vất vả, túng nghèo của những người mưu sinh trên sông nước. Chuyện lo cho con cái ăn, cái mặc hàng ngày, đối với một người dân trài nơi đây, không phải là chuyện đơn giản, huống chi nghĩ đến chuyện lo cho con cái được đến trường. Thế nhưng, em Trần Thị Liên, tuy hoàn cảnh rất khó khăn vì cha em bị bại chân ngay từ bé, nhưng em luôn khao khát được cắp sách đến trường. Hiểu được nỗi khát khao của con, người cha đã vượt qua mọi trở ngại
vẫn cố gắng cho con đi học và hàng ngày đưa con đến trường bằng chiếc xe đặc biệt của mình trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào khu xóm trài. Mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, mùa nắng thì bụi tung, mịt mù. Một hoàn cảnh khác cũng khá ngặt nghèo là gia đình em Nguyễn Thị Cẩm Tiên thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Cách đây 3 năm, bố em qua đời, để lại mẹ và 3 người con gái. Trong đó, Cẩm Tiên là con gái út. Chị ba của em, do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, nên đến nay vẫn không thể nói được, cũng chẳng đi lại được. Vì thế, mọi gánh nặng chồng chất trên đôi vai mẹ khi vừa lao động kiếm sống, vừa chăm sóc chị ba và trông coi con nhỏ cho chị hai. Công việc hàng ngày của mẹ là rửa chén bát, quét dọn thuê và bán một vài món lặt vặt, nên cuộc sống khá chật vật. Để chia sẻ gánh nặng cho mẹ, Cẩm Tiên luôn cố gắng phụ giúp mẹ chăm sóc chị ba và làm các công việc nhà. Đặc biệt, em luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mẹ. Còn tại mái ấm Du Xe thuộc xã Ia Hờ Lốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, một tỉnh có nhiều người dân tộc thiểu số sống nghèo nàn, chúng ta sẽ được gặp các trẻ em mồ côi đã được thầy Đa Minh đưa về chăm sóc và nuôi dưỡng. Tuy tình thương của thầy bao la, nhưng với khả năng và sức khỏe của mình, thầy cũng chỉ có thể lo cho các em học hết cấp 3. Chính vì thế, ước mơ của các em hết sức cụ thể và giản đơn. Các em mong tìm được một công việc nào đó để có thể vừa tự nuôi thân, vừa lo cho thầy, vừa giúp đỡ những người nghèo khổ nơi đây. Điển hình là em Raslan Hatzer với mong muốn trở thành kỹ sư để sau này có thể giúp trẻ em nghèo được đến trường. Còn em Siêu Minh với ước mơ trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho thầy Đa Minh, cho các em trong mái ấm cũng như cho những người nghèo ở trong buôn làng. Còn đối với em Kapatler, rất thực tế, em hiểu rằng mái ấm không đủ tiền trang trải cho việc học đại học hay cao đẳng của mình, nên em dự tính sẽ đi nghĩa vụ quân sự, để sau này, với nghề lái xe, em được giới thiệu việc làm, để có thể tự nuôi thân và giúp đỡ người nghèo nơi đây. Kính thưa quý vị, đó chỉ là một vài trường hợp rất điển hình trong số rất nhiều trường hợp mà chúng tôi đang đồng hành. Trải dài trên khắp các miền của dải đất Việt Nam, thật không khó để bắt gặp những mảnh đời bất hạnh của những trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố, của những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn mang trong mình niềm khát khao được cấp sách đến trường, được hoàn thành chương trình học tập của mình. Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng hiện nay Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận cũng chỉ đóng góp một phần rất ít ỏi trong việc giúp các học sinh thực hiện được ước mơ của mình là được học hành để có thể thay đổi số phận. Vẫn còn rất nhiều trẻ em chưa được cấp sách đến trường, còn rất nhiều học sinh, sinh viên chưa thể hoàn thành con đường học tập của mình. Vì quyền lợi của các em và vì thế hệ tương lai, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự cộng tác của quý vị để chương trình Con Đường Sáng luôn sáng mãi và có thể lan tỏa tới các trẻ em nghèo, đặc biệt các trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa của đất nước. Chúng tôi rất trân trọng sự tiếp sức của quý vị và ước mong đón nhận sự cộng tác của quý vị trong chương trình Trồng Người. Đóng góp cho giáo dục là một việc bác ái, cụ thể, hữu hiệu và sẽ không bao giờ đi vào quên lãng. Oh,
trên con đường hướng tới tương lai, người Việt Nam.